Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Hyundai Creta nhé. Chiếc xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ B của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp mà giữa tháng 9 của năm 2024 rồi. Hiện tại thì cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ cũng đi qua được nửa tháng rồi. Và hôm nay cũng đã 12 tháng 9. Cũng đâu đó chỉ còn vào khoảng 2 tháng rưỡi nữa thôi là cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ kết thúc. Và thời điểm này thì với cái mức ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến từ 35 đến 43 triệu tùy từng phiên bản, tùy từng khu vực. Với cái chính sách giảm tiền mặt của đại lý bên em thì cũng có những cái phiên bản giảm trên 50% lệ phí trước bạ nữa. Thì thời điểm này anh em cũng hoàn toàn có thể là lấy xe để được hưởng cái chính sách coi như là miễn phí thuế trước bạ khi mà được giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước và 50% lệ phí trước bạ của đại lý showroom bên em giảm trực tiếp vào giá xe cho anh em, đúng không ạ? Hiện tại thì Hyundai Creta sẽ bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn, 1.5 xăng đặc biệt và 1.5 xăng cao cấp anh em nhé. Thời điểm này khi mà được áp dụng giảm thuế thì cái giá xe đang rẻ hơn so với chiếc xe Kia Seltos hay là chiếc xe Mitsubishi Fox cực kỳ nhiều anh em ạ. Chi tiết khuyến mại và tổng lăn bánh như thế nào mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Creta 1.5 xăng tiêu chuẩn nhé. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 599 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm giữa tháng 9 này thì bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt và tặng anh em dán phim kết nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Giá xe còn lại đâu đó chỉ vào khoảng 571 triệu thôi anh em ạ. Sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 628 triệu, trả góp thì đang là 144 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 622 triệu, trả góp thì đang là 138 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 604 triệu, trả góp thì đang là 120 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Thời điểm này thì bên em cũng đang có cái lượng xe để ký tương đối là nhiều. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung được con số cần chuẩn bị hơn, đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Creta 1.5 xăng đặc biệt. Với cái phiên bản này thì bên em đang có cái mức ưu đãi giảm trực tiếp tiền mặt lên đến trên 50% lệ phí trước bạ anh em nhé. Mức ưu đãi này cực kỳ tốt để cho anh em có thể là cân đối quyết đoán để lấy xe anh em ạ. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 659 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm này bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến 42 triệu, giá xe còn lại đang là 617 triệu thôi anh em ạ. Khi mà được áp dụng cái giảm 50% lệ phí trước bạ ở thời điểm này thì anh em lại tiết kiệm gần 40 triệu nữa. Thì nghiễm nhiên là thời điểm này với cái phiên bản này anh em ưu đãi kép thì không mất tiền thuế, đúng không ạ? Gọi là miễn thuế đấy ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 676 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 669 triệu, trả góp thì đang là 147 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 651 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh ở thời điểm giữa tháng 9 này, cực kỳ tốt để cho anh em quyết đoán vào cọc ngay anh em ạ. Vì cái chính sách giá bán của đại lý bên em đang hỗ trợ rất là tốt rồi, đúng không ạ? Ok, và cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Creta 1.5 xăng cao cấp. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 699 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ anh em nhé. Đó, vẫn hỗ trợ giảm cực kỳ sâu rồi. Khi mà được áp dụng thêm 50% lệ phí trước bạ thì nghiễm nhiên là anh em đang được miễn thuế với cái phiên bản này khi mà được nhận ưu đãi kép anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại tăng cường về phụ kiện và quà tặng nữa thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 729 triệu,
trả góp thì đang là 164 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 722 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 704 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật nhanh cái mức ưu đãi cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Hyundai Creta ở cái thời điểm giữa tháng 9 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em nhé. Cái chính sách giá bán nó sẽ cực kỳ cởi mở khi anh em gọi điện cho em anh em ạ. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em nhé. Cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em. Anh em ạ, em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.